Trong buổi học cuối năm, thấy Thỏ con buồn, cô sốc hỏi: "Sao con buồn?" Thỏ thưa: "Nghỉ hè, con sẽ chẳng có gì để chơi cả. Quà của con đây." Cô sốc đưa cho Thỏ một cái bao đựng chú ngựa gỗ đã tháo rời từng phần. Đi phao, Thỏ cảm ơn cô sốc rồi mang chiếc bao về nhà. Nhờ ba lắp ráp, thế là Thỏ có một chú ngựa gỗ nhỏ. Thỏ phi ra sân chơi cùng với các bạn. Đang chơi, thấy Cúng buồn, Thỏ hỏi: "Cậu sao thế?" Cúng đáp: "Tớ chẳng có gì để chơi." Thỏ đưa chú ngựa gỗ nhỏ cho Cúng và nói: "Quà của cậu đây." Cúng cưỡi ngựa gỗ về nhà. Em của Cúng muốn cùng ngồi lên ngựa gỗ nhưng không đủ chỗ. Thấy vậy, ba Cúng lấy ván gỗ ra cưa, đục, ráp thành một cái xe, lắp vào sau chú ngựa gỗ. Cúng cưỡi ngựa gỗ chở em đi chơi. Thấy chiếc xe ngựa, Thỏ reo lên: "Ôi tuyệt quá." Cúng mời Thỏ lên xe. Tất cả cùng hát vang "Ela la la la". Xe chạy ra phố.